Thưa các bạn, thực tế việc triển khai chứng chỉ tin học ngoại ngữ với giáo viên trường nghề trong những năm qua đã gây nên nhiều áp lực dẫn đến nảy sinh những tiêu cực trong việc học thi lấy chứng chỉ. Một số cơ sở đơn vị đào tạo bồi dưỡng không có chất lượng tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học ngoại ngữ không đúng quy định đã gây bức xúc trong dư luận và xã hội. Để hạn chế tình trạng này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức bỏ yêu cầu nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phải có chứng chỉ tin học ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chuyên môn và nghiệp vụ. Cụ thể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021, thông tư số 21 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hiệu lực thì yêu cầu về ngoại ngữ đối với nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp không còn quy định bắt buộc phải đảm bảo bậc 1, bậc 2 theo thông tư số 01-2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Yêu cầu về trình độ tin học đối với nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp không còn bắt buộc phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng các nghệ thông tin theo thông tư số 03-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thay vì quy định bắt buộc phải có chứng chỉ tin học ngoại ngữ thì bộ lao động thương minh xã hội yêu cầu nhà giáo phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của đơn vị vị trí làm việc do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định